núi Cô Tô tại tỉnh An Giang là một trong 7 ngọn núi nổi tiếng. Đây cũng là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất. Bạn có thể cắm trại qua đêm. Địa chỉ xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Đứng trên đỉnh Cô Tô nhìn xuống dưới, dường như chúng ta có thể thả bay tất cả muộn phiền và ngắm nhìn toàn cảnh An Giang đẹp đến nao lòng. Đây cũng là nơi ngắm bình minh và hoàng hôn nổi tiếng nhất của An Giang. Núi Cô Tô có khá nhiều tên như núi Tô, Phụng Hoàng Sơn và gọi theo tiếng Khmer là Nôm Tô. Núi Cô Tô, Phụng Hoàng Sơn nằm trong dãy Thất Sơn 7 núi nổi tiếng. Ngọn núi này đạt đến độ cao trên 614m và sở hữu chiều dài lên đến 5.800m và rộng khoảng 3.700m. Không những thế, nơi đây còn được tạo hóa ban tặng hàng trăm hệ thống hang động vững chắc, khiến bao nhiêu người đổ xô đến đây để chiêm ngưỡng. Đến với núi Cô Tô, Phụng Hoàng Sơn, bạn sẽ được người dân nơi đây kể về câu chuyện truyền thuyết lý thú. Tương truyền rằng, vào các đêm trăng sáng thì các nàng tiên nữ xinh đẹp đã hạ phàm xuống vùng núi Thất Sơn để vui đùa và dạo chơi. Một hôm, các nàng chơi ném đá khiến nơi này mọc lên một ngọn núi nhỏ mang hình dạng thú vị. Đó cũng chính là truyền thuyết về sự hình thành của núi Cô Tô được lưu truyền đến ngày hôm nay. Một giả định khác không liên quan gì đến truyền thuyết chính là do địa điểm này có hình dáng giống như cái tô lật úp nên gọi là núi Tô. Núi Cô Tô không có địa chỉ chính xác như những nơi khác, nhưng với kích thước khổng lồ của nó thì bạn đã có thể dễ dàng nhìn thấy. Bắt đầu đi từ hướng Long Xuyên, sau đó men theo đường tỉnh lộ 943 xuôi về thị trấn núi Sập. Tại vị trí này, bạn có thể hỏi người dân về đường đi đến núi Tô. Thật ra thì có rất nhiều hướng dẫn tới núi. Tuy nhiên, với con đường tỉnh lộ 943 thì bạn sẽ được trải nghiệm nhiều hơn. Núi Cô Tô nằm giữa những cánh đồng bông lúa trổ phủ màu vàng ươm. Ngọn núi Cô Tô khoác trên mình vẻ đẹp hoang sơ mộc mạc, nhưng cũng chẳng kém phần quyến rũ. Những ngôi nhà nơi đây được xây dựng trên các vách đá dựng đứng, tán cây đung đưa theo từng đợt gió, làm người ta liên tưởng đến từng cơn sóng vỗ. Khi đến nơi, chắc chắn khung cảnh nơi này sẽ khiến bạn choáng ngợp bởi sự hùng vĩ của nó. Núi Cô Tô được nhiều bạn trên khắp cả nước chọn là nơi chiêm bái. Ở đây có rất nhiều ngôi chùa và miếu thờ linh thiêng, cũng như những câu chuyện tâm linh huyền bí. Không chỉ vui chơi khám phá, đến với Phụng Hoàng Sơn, bạn sẽ được phục vụ ăn uống nghỉ ngơi và tìm hiểu về đời sống tu tập nơi đây. Nơi đây xứng đáng là một trong các điểm bạn nên đi trong chuyến hành hương An Giang. Hồ Sồi So, nơi thiên nhiên còn rất hoang sơ, chưa được khai thác du lịch nhiều, là nơi bạn có thể đến tham quan chụp ảnh hoặc cắm trại qua đêm. Địa chỉ: núi Cô Tô, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Là một phần tạo nên vùng tứ giác Long Xuyên, An Giang không chỉ là hồ nước nhân tạo lớn nhất của xứ sở Thất Sơn bảy núi, Hồ Sồi So còn là địa điểm du lịch hấp dẫn bởi cảnh quan thiên nhiên thanh bình và thơ mộng. Được hình thành để dự trữ và cung cấp nguồn nước cho hàng trăm hecta ruộng vườn sinh hoạt hàng ngày của người dân tại huyện Núi Tô. Hồ Sồi So có diện tích khoảng 5 hecta với dung tích nước lên đến hơn 400.000 mét khối. Nước hồ bắt nguồn từ dòng suối Bạc trên cao đổ xuống nên dồi dào quanh năm. Tuy là hồ nước nhân tạo nhưng nhờ vị trí đẹp, quy mô rộng lớn nên nếu so với những hồ khác tại An Giang như hồ Tà Bạ, Tri Tôn hay hồ Thanh Long thì cảnh sắc nơi đây còn thơ mộng và đậm nét hữu tình hơn nhiều. Bên cạnh đó, mùa nước nổi cũng có rất nhiều thuyền của người dân ra hồ đánh cá. Bức tranh làng quê thanh bình sẽ giúp bạn bỏ lại phía sau tất cả những lo toan phiền muộn của nhịp sống hàng ngày. Đến Hồ Sồi So, bạn cũng có thể tha hồ ngắm nhìn vẻ đẹp nơi đây. Hồ nước quanh năm đều có làn nước xanh biếc và vắng lặng,
phong cảnh hữu tình cùng bầu không khí mát mẻ trong lành. Hồ Sòi So nằm trên sườn phía đông của núi Cô Tô, cách trung tâm thành phố Châu Đốc gần 50 km. Đường đi khá xa nhưng chủ yếu là đường lớn nên cũng tương đối thuận lợi để bạn di chuyển. Khung đường thuận tiện nhất là bạn đi theo hướng quốc lộ 91 đến chợ Nhà Bàng, rồi rẽ vào đường DT948. Bạn tiếp tục đi thẳng qua khu du lịch Lâm Viên Núi Cấm sẽ đến thị trấn Tri Tôn. Từ đây bạn đi theo đường Trần Hưng Đạo, chạy qua Ủy ban Nhân dân xã Tri Tôn thêm một đoạn ngắn là sẽ gặp cổng chào khu du lịch Suối Vàng Sòi So. Đi vào trong một đoạn, bạn sẽ đến được Hồ Sòi So. Trên đường đến Hồ Sòi So, ngay từ xa, bạn đã có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách và dòng nước suối từ từ đổ xuống. Càng lại gần, tiếng nước chảy sẽ càng lớn hơn, mở ra trước mắt bạn khung cảnh thiên nhiên bao la rộng lớn và núi non hùng vĩ trùng điệp. Nước Hồ Sòi So trong veo, mặt hồ êm đềm phẳng lặng, những cơn gió thổi khiến vài cơn sóng gợn lăn tăn. Bốn bề Hồ Sòi So lộng gió, cây cối xanh tươi, những tán cây phủ bóng râm để bạn có thể tha hồ nghỉ ngơi ngắm cảnh. Từ bờ hồ, bạn sẽ được ngắm nhìn ngọn núi Cô Tô sừng sững, đỉnh núi như chạm đến bầu trời. Khung cảnh tại đây khiến chúng ta liên tưởng đến chốn Bồng Lai tiên cảnh bởi sự thơ mộng và bình yên. Chạy men theo con đường bên Hồ Sòi So, bạn sẽ gặp được một chiếc cầu nhỏ. Đứng từ đây, chúng ta có thể tha hồ ngắm nhìn toàn cảnh bao quanh hồ, phóng tầm mắt đến những ngọn đồi xa xa, ngắm nhìn hoa dại xinh xắn mọc ven đường, hít thở đầy lồng ngực bầu không khí trong lành, cảm nhận những cơn gió mơn man trên mái tóc. Đi dạo vào sâu bên trong Hồ Sòi So, bạn sẽ gặp được vườn cây trái xum xê của người dân huyện Tri Tôn gieo trồng. Bao quanh vườn là những cây sồi lớn mọc xen kẽ vườn rau, vườn điều, một màu xanh mát phủ kín nơi đây. Mùa thu hoạch trái cây, bạn có thể xin phép người dân vào chơi trong vườn, chọn mua những trái tươi ngon nhất vừa được hái xuống về làm quà cho người thân, bạn bè. Nhờ không gian rộng lớn, địa hình bằng phẳng, không khí mát mẻ nên Hồ Sòi So là điểm cắm trại rất được lòng các bạn trẻ. Bạn nên đi vào sáng sớm hoặc buổi chiều khi trời nắng nhẹ, rất thích hợp để bạn tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ nơi đây. Còn nếu cắm trại qua đêm thì lại càng tuyệt vời hơn nữa. Bạn sẽ được ngắm nhìn hoàng hôn lãng mạn và bình minh tràn đầy sức sống. Khoảnh khắc hoàng hôn trên Hồ Sòi So tuyệt đẹp, những tia nắng cuối cùng ánh lên mặt hồ lấp lánh, phản chiếu lại bầu trời cùng những sắc màu vàng hồng đen khi màn đêm buông xuống. Lên núi Cô Tô, bạn sẽ gặp một ngôi chùa đã có cách đây gần 100 năm. Chùa Vân Long là chiến tích cách mạng oai hùng của nước ta. Chùa Vân Long được tọa lạc trên ấp Tô Trung, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Chùa thuộc khu vực Vồ Mồ Côi núi Cô Tô. Nơi đây cao hơn so với mặt nước biển khoảng 400 mét. Với vị trí cao lại nằm trong vùng núi hiểm trở nên chùa đã trở thành căn cứ bí mật của quân dân ta trong các giai đoạn kháng chiến. Ngôi chùa được xây dựng vào năm 1930 do sư ông Trần Hữu Lộc trụ trì và sáng lập theo phái Thiền Lâm. Khi thực dân Pháp bắt đầu càn quét rất nhiều, chiến sĩ yêu nước của dân tộc ta đã hy sinh. Tuy nhiên, với địa thế hiểm trở, chùa Vân Long tiếp tục được các đồng chí lãnh đạo đảng chọn làm căn cứ an toàn cho cách mạng. Chùa xây dựng nằm sâu trong núi treo leo với các hang lò rộng lớn đã tạo nên những hang động liên thông với nhau. Nhờ vậy, chùa đã giúp cho cán bộ, chiến sĩ cách mạng trú ẩn dễ dàng, tránh được các trận bom đạn. Không chỉ vậy, chùa còn là nơi cất giấu tài liệu kỹ lưỡng, giúp mọi thông tin liên lạc, thông tin mật luôn được bảo quản tốt. Trong hai cuộc kháng chiến chống Mỹ, chống Pháp, chùa đã bị tàn phá nghiêm trọng.
Vào ngày 30 tháng 12 năm 1954, sư ông Trần Hữu Lộc đã hy sinh trên mảnh đất linh thiêng hùng dũng này. Khi hy sinh, ông để lại lòng tiếc thương vô hạn cho các đồng chí đồng đội của mình. Theo lời kể của người dân nơi đây, đã ghi dấu lại biết bao câu chuyện oai hùng mà chắc hẳn ai nghe đều phải ngỡ ngàng như huyền thoại xa xưa. Nối tiếp truyền thống, ông Lê Phước An đã có hai người anh hy sinh trong chiến tranh chống Pháp và hai người anh trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Cũng do vậy, mẹ là Phan Thị Niêm đã được truy tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng, còn bản thân ông An là thương binh 3/4. Ngày nay, người hành hương hay du khách lên núi Cô Tô, ai cũng thích gặp gỡ người dân xung quanh chùa để được nghe về những câu chuyện núi rừng và những chiến tích vang dội nơi đây. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chùa Văn Long, chùa Bồng Lai hay chùa Ông huyện trên núi Cô Tô thì ai cũng đều biết, đặc biệt là các huyện đồi, huyện quỷ Tri Tôn quen thuộc. Các ngôi chùa này đều được xây dựng tại vị trí vô cùng đặc biệt. Mặt trước nhìn xuống là đồng bằng và chợ Tri Tôn, còn lưng chùa lại tựa vào núi. Cũng chính vì địa thế này đã tạo nên điều kiện thuận lợi, mang lại sự an toàn cho quân đội và nhân dân ta. Đặc biệt ngôi chùa này còn được xem là biểu tượng mối quan hệ tốt đạo đẹp đời và có sức lan tỏa rộng lớn thời bấy giờ trong cả hai thời kỳ kháng chiến trên núi Cô Tô. Ngày 30 tháng 4, 1975, miền Nam được giải phóng hoàn toàn, nhưng mãi đến năm 2000, nhân dân mới đóng góp xây dựng lại được ngôi chùa Văn Long như hiện nay. Ngày 18 tháng 12 năm 2012, chùa được Ủy ban Nhân dân tỉnh xếp hạng là di tích lịch sử cách mạng. Ngày nay, núi Cô Tô chính là điểm du lịch khám phá lý tưởng được giới trẻ đặc biệt quan tâm, bởi không chỉ mang đến những di tích lịch sử độc đáo, núi Cô Tô còn sở hữu cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, không gian lý tưởng hấp dẫn nhiều du khách. Hiện nay, chùa đang chuẩn bị xây dựng lại và đang làm nền móng.
Video xin được tạm dừng nơi đây. Chúc các bạn vui vẻ và luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã xem video của Phong Cảnh Làng Quê. Các bạn nhớ ủng hộ, bấm nút like và đăng ký kênh để cho mình có động lực làm những video tiếp theo nhé.